Lô, ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khả nào mày. Ngày hôm nay thì Khả sẽ làm một video, đó là Khả sẽ giao lưu cái sau khi trải nghiệm con đao mà đao mọc xong nè. Bây giờ thì Khả sẽ giao lưu cái đao tốc 30, độc sắc ngoại công và 94% và giao lưu với áo hiệp cốt mát ổn như nè. Rồi ok, thì nó hôm Khả sẽ lên set hiệp cốt như thế nào thì anh em cùng chờ đợi tiếp tục ở những video tiếp theo nè mày. Cố gắng, hiện tại bây giờ Khả sẽ cố gắng lên một set hiệp cốt nha mọi người. Đó, quá tuyệt vời nha nè. Đây. Đó, thì nói chung là hôm trước có một người anh em Thái Vũ Bảo lên nét cái đao mọc á, thì nói chung tầm này cũng giao lưu đao mọc cũng khá là lâu rồi anh em ạ. Bây giờ thì Khải xin phép người anh em đó cũng như là anh em trên YouTube bây giờ là Khải đã giao lưu cái đao đó về cái áo cực phẩm hiệp cốt để mình tiếp tục mình trang bị thêm sức đồ của mình lên là sẽ lên sát hiệp cốt như năm. Rồi. Nói chung thì anh em xem live thì cũng có gì thông cảm hiểu ở vấn đề này nha anh em ơi. Nhiều khi anh em công hỏi là ủa sao donate rồi mà xong đỡ xài, thì sự là vẫn đỡ xài đó anh em. Xài mình nay xài cũng hơn được nửa tháng rồi. Thì thay mặt người anh em donate thì mình xin phép người anh em là mình đổi về coi như là mình đã trải nghiệm xong. Bây giờ mình đổi về cái áo hiệp cốt để tiếp tục lên đồ nha người anh em. Đó, chứ mình không có bán nha. Đó ok. Cảm ơn anh em đã theo dõi video, đừng quên đăng lại cho Khảo lại cho sẻ hội chơi nha. Đây, anh em ơi, đó, vẫn là hiện tại giờ vẫn là còn con đao thôi. Nhưng mà Khả sẽ cố gắng trang bị cho mình lên sẽ hiệu cốt nha mọi người. Đó. Không gì thay đổi, vẫn là 80 trọng thôi. Khả sẽ cố gắng lên sẽ hiệu cốt cho năm. Rồi, anh em xem like đừng quên để làm lại cho sẻ hội cho mạnh nha năm ơi.